Chào quý vị và các bạn đến với chương trình dạy hát quan họ trên truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà du khách gần xa, dù chỉ một lần đặt chân tới Bắc Ninh, được nghe một vài câu quan họ đã say đắm và ấn tượng mãi về mảnh đất cũng như con người nơi đây. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những câu hát ấy không chỉ gắn bó mà ngày một bay cao, lan xa ra ngoài thế giới bởi giá trị nghệ thuật đích thực mà loại hình dân ca này mang trong mình. Chính vì vậy mà dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với mong muốn góp một phần nhỏ trong việc chung tay bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa đó, bắt đầu từ tháng 8 năm 2010, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh thực hiện chương trình dạy hát dân ca quan họ Bắc Ninh trên truyền hình vào 20 giờ 45 phút tối Chủ nhật hàng tuần, để những người yêu mến những làn điệu dân ca của quê hương Kinh Bắc có dịp được tìm hiểu, thưởng thức cũng như bổ sung thêm vào vốn hiểu biết của mình. Trong chương trình đầu tiên hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với làn điệu quan họ cổ Mới Nước, hay chúng ta vẫn thường gọi là khách đến chơi nhà, qua phần hướng dẫn, giảng dạy của nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân, phó trưởng khoa phụ trách khoa dân ca quan họ Bắc Ninh và các bạn học sinh trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bắc Ninh thể hiện. Trước hết, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe qua phần lời thơ của bài dân ca. Khách đến chơi nhà, giọng vặt. Mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quặn nước, pha trà mời người xơi. Trà này quý vậy người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Muốn cho sông cạn đất liền, để em đi lại kẻo phiền đò giang. Vào chùa thấy chữ linh nhang, gần chùa chả bén duyên hương chút nào. Sáng răng suông sáng cả vườn đào, ba bốn người ngồi đấy có người nào còn không, nên chăng xe sợi chỉ hồng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước, pha trà mời người xơi, cái sự hiếu khách ấy đã trở thành nét văn hóa truyền thống từ ngàn xưa của người Việt Nam. Và khi nó được đưa vào trong câu hát điệu múa thì duyên dáng thấm tình làm sao. Nó khiến cả những người dù không cùng kênh văn hóa cũng cảm động và thích thú. Chúng ta vừa được nghe qua lời thơ của bài quan họ Khách đến chơi nhà. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chép lại phần lời của bài hát. Lời hát: Khách đến ý đến chơi, hư hư hừ nhà, là chơi hừ hư hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà, quạt y nước mấy pha trà, à mời người xơi là a. Chén có à trà này, quý y vậy ý ớ ơ ơ, quý y vậy ý đôi người ơi. Mỗi người là người xơi, mỗi chén mấy cho em ý y vui lòng, là em ý y muốn cho. Sông y cạn ý ơ ớ ơ, sông y cạn ớ ơ đất liền, để em ớ ơ dậu mà đi y lại mấy kẻo phiền là đò giang, là em ý y vào chùa ỷ. Thấy y chữ ý ơ
ớ, ơ. Thấy, y, chữ, ư, linh, à, nhang. Gần chùa, là chùa, chả, bén, mấy, duyên hương, ý y, chút nào, là, sáng, có a, răng suông. Sáng, y, cả, ý, ơ, ớ, ơ. Sáng, y, cả, ơ, vườn đào, y. Ba, bốn người, ý, là người, ngồi, y, đấy, y, mấy, người, nào, là, còn, không, là, có, ơi, à, nên, chăng. Xe, sợi, ý, ơ, ớ, ơ, xe, sợi, ý, ơ, chỉ, hồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong tay chúng ta bây giờ đã có lời của bài Khách đến chơi nhà. Ngay bây giờ, nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân sẽ giúp chúng ta học cách hát bài dân ca này. Hôm nay chúng ta sẽ học hát bài hát Khách đến chơi nhà. Bài hát này của cụ nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi ở làng Ngang Nội, Hiên Vân. Và bây giờ chúng ta sẽ học hát từng câu một. Những câu đầu, ví dụ như đốt than hoặc là dậu mà, quạt y nước là những nốt mà chúng ta xin nhấn nhá. Thế và nhất là ở đây, các em nhớ chữ câu mà tôi hát, chữ mấy pha trà, các em nhấn cho đủ chữ. Đốt than ở dậu mà, quạt y nước, 2, 1. Toàn bộ câu hát này cho đến từ Khách đến chơi nhà cho đến câu người ơi. Khách đến đi đến chơi hữ nhà, là chơi hữ nhà.
giờ chúng ta sẽ học tiếp. Mỗi người là người rơi mỗi trên mấy cho em ý vui lòng là em ý muốn cho ý. 2, 1. Mỗi người tôi một lần nữa. Mỗi người là người. 2, 1. Mỗi người là người rơi mỗi trên mấy cho em ý vui lòng là em ý muốn cho. Chúng ta hát tiếp. Sống y cả ni đến chơi nhà từ chỗ 1 cho đến chỗ 2 hộ tôi một lần. Khách đến đi đến chơi hữu nhà là chơi hữu nhà. 2, 1. Khách đến đi đến chơi hữu nhà là chơi hữu nhà. Gần chùa là chùa, sao chả bên
quân chùa là chùa hai một. Quân chùa là chùa cha bên mấy duyên hương ý, chùa nào là sáng có răng xuống. Đọc tiếp. Em nhớ trong câu hát này ta hát chữ sáng, ta nhấn nhá lên cho nó đủ. Sáng y cái ơ, sáng y cả ở vườn đào. Hai, một. Sáng y cái ơ, sáng y cả ở vườn đào. Ta học tiếp. Ba bốn người là người ngồi đây, mấy người nào là con không là có ai à nên chăng y. Em nghe tôi hát lại. Ba bốn người là người ngồi đây, gần chùa cho hết đoạn. Gần chùa là chùa hai một. Gần chùa là chùa cha bên mấy duyên hương ý, chùa nào là sáng có răng xuống sáng đi cả. Đoạn này là bài kết của bài. Thế và hôm nay chúng ta sẽ học hát lại một lần nữa cho các em hát từ đầu cho tôi đến cuối của bài hát là xe sợi chỉ hồng. Hãy subscribe.
chúng ta vừa học xong bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh, khách đến chơi nhà, lời cổ. Trong quá trình học hát vừa rồi, các em lưu ý cho tôi những câu luyến láy trong bài sao cho mềm mại. Để thể hiện tình cảm của bài hát, các em chú ý thường xuyên luyện tập. Chúc các em hát hay, chúc quý vị và các bạn học hát thành công. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hát lần sau. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa được làm quen với làn điệu khách đến chơi nhà. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức làn điệu này qua phần thể hiện của các nghệ sĩ đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh. Thưa quý khán giả, người xưa nói miếng trầu là đầu câu chuyện. Để mở đầu cho những canh hát của người quan họ không bao giờ bỏ qua được phong tục hát mời nước mời trầu. Về mời nước, người xưa nói đôi tay nâng chén em mời, trà thơm thơm nực cả mười ngón tay. Về mời trầu, người xưa còn bảo trầu xanh cau trắng chay hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Xin mời quý khán giả cùng các liền anh xơi trầu xơi nước qua câu của các liền chị.